Lên cá nè nghe anh em. Con đầu tiên nha, lên cá nha. Đó. Cá chép. Hello, xin chào mọi người nha. Thì cũng lâu rồi mình không có ra video clip. Thì hôm nay mình xin gửi đến mọi người một bài mồi câu chip xong, khá là đơn giản nha, và cũng rẻ tiền thôi. Thì mình cũng câu không gà câu nhiều bãi lắm, mà câu cứ câu là có dính, cá cũng ăn đều lắm cá. Thì không gà dịch giả, cũng không có đi câu, nhưng mình cũng đi học nữa, nên không gà cũng 6-7 tháng rồi không có ra được clip này cho mọi người chân á. Thì mình cũng mới thấy câu được cái bài mồi câu xong, câu cá chép xong nha, chép xong mè, cá chim, nói chung là câu những con cá xong cũng ok lắm. Thì thấy vậy nên hôm nay mình làm clip này để giới thiệu cho tất cả mọi người biết. Thì bài này cũng đơn giản lắm, câu thì cũng rẻ tiền. Thì để mình hướng dẫn trộn luôn nha, sẵn ở đây mình trộn mồi cho các bạn xem nha. Thì mồi của chúng ta hôm nay cũng đơn giản thôi. Thì mình có một bịch cắm bình nha. Này mình không có bia cha hết trơn nha, nhưng mà mình thấy câu được thì câu. Bịch cắm bình mua 50.000 ở ngoài. Chắc cắm này chắc mấy anh em câu xong ở miền Tây nói bình Quỳnh Pha thì các bạn cũng dễ biết rồi ha. Một bịch cắm bình nha. Cái món thứ hai là cám dâu. Cám dâu này hay người ta kêu là cám đê, cám đê mấy tiệm đồ câu á, nó hương dâu sữa béo nha. Một bịch vậy là khoảng 10.000 bịch, mình mua là 10.000 một bịch nha. Đó, cám dâu ra nó mấy tiệm đồ câu là đa số mấy tiệm đồ câu nào cũng có hết chứ không phải là không có nha. Mà một bịch cám bình mình sẽ trộn với 4 bịch cám dâu, 4 bịch nha mọi người. Nếu như mà tùy cái hoa xong nha, nhưng mà mình thấy cái tỷ lệ này là mình câu cá lên là nhà nhanh nhất, cá chim nào lên cũng nhanh đó, cá chép cá chim nào lên cũng nhanh hết nha. Đó. Một bịch cắm bình, 4 bịch cắm dâu nha. Có thành phần thứ ba nữa là cắm gà, cắm gà con nha. Nếu như mà tỷ lệ 4 bịch cắm bình, một bịch cắm bình, 4 bịch cắm dâu thì mình xài khoảng chừng 200g thức ăn gà con thôi nha, chứ cũng không cần phải nhiều nha mọi người. Thì cũng đơn giản thôi, để mình chọn cho mọi người thấy nha. Mình đổ đỡ vô bọc này nha, đổ đỡ vô, hát vô. Một bịch cám bình, 4 bịch cám dầu, đánh chép rất là ok nha mọi người, chép xong mê lắm nha. Tùy theo ở chỗ mọi người, thí dụ như cá mà có chỗ mọi người mà cá nó ăn bơ thì mình chim bơ, còn nếu không ăn bơ thì khỏi nha. Rồi trộn lên. Rồi cám gà con thì mọi người cho thêm khoảng 200g thôi, 150-200g thôi. Rồi vô.
nè. Rồi như vậy là xong rồi, các bạn trộn đều lên nha. Một lần trộn mồi như vậy á, một lần trộn mồi như vậy. Nếu như mà các bạn câu mà câu răng C nha, mà câu 3 cần á, 3 cần hoặc là 4 cần câu á, thì một lần gì các bạn có thể câu được 4 lần một bịch mồi như vậy nè. Một bịch cám bình 50, cám dâu 10.000, một bịch 4 bịch là 40.000, 90 với thêm cám gà cho 10.000 đây là 100.000. 100.000 mà các bạn có thể câu được 4-5 lần nha. Mình đang câu rồi. Trời ơi, vậy là xong thôi. Các bạn thấy đơn giản không? Đây, mình đang câu 3 cây. Rồi chút xíu lên cá, mình sẽ quay cho mọi người nha. Tôi đang câu xong này. Này, xong. Chút xíu lên cá, mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Cá này nha. Câu cá đầu tiên nha mọi người. Thấy mồi mình câu sao? Mới xuống cần là dính thôi nha. Tiếp tục lên nha.
Tại vì đi có một mình nên nó vừa câu vừa quay rất là khó nha, nên mọi người thông cảm. Người ta đi có cameraman rồi với đầu tư rồi nhiều thì nó câu được, nó quay đẹp cho các bạn xem, mình chỉ quay được vậy thôi. Hello, thì trời mưa quá rồi nha mọi người, thì mình kết thúc buổi câu nha. Thì các bạn mồi sớm mình câu được nhiều cá, tại mưa quá giờ về thôi đó, mọi người thấy ha, câu được hai con chép, hai con này khoảng phải ký rưỡi đó, hai con 3 kg dưới 3 chép nữa, hai con này dẫn mưa rồi, tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người clip sau nha.